Vâng, tôi đang ngồi trên chiếc Sirocco R. Chúng tôi đang thử chạy trên một cung đường mô phỏng một cung đường đua thực thụ với những đoạn tăng tốc và những khúc cua. Wow! Với những thông số kỹ thuật về chiếc xe này thì thực sự nó là một chiếc xe thể thao nhỏ gọn với khả năng tăng tốc và khả năng vận hành cực kỳ thú vị. Và bây giờ tôi đang trải nghiệm nó ở trên đường đua của riêng mình. Cực kỳ phấn khích. Tôi mới đang để ở chế độ D thôi, chưa về sport đâu. Nhưng bây giờ tôi muốn về sport và tăng tốc xem từ 0 lên 100 km một giờ như thế nào. Theo thông số của nhà sản xuất thì tăng tốc từ 0 lên 100 km một giờ chiếc xe này là 5,5 giây. Bây giờ tôi sẽ thử thực tế tăng tốc. Tiếng nổ cực kỳ đã, rất nhanh. 100 rồi, vượt 100 rồi. Wow, tuyệt vời. Tiếp tục chạy vào đường đua này. Vào cua rất chuẩn. Tất nhiên khi vào cua tôi có đệm phanh để trọng tâm dồn về phía trước, tránh hiện tượng understeer. Khi ra cua tôi sẽ đạp ga sớm hơn. Đó, xe bứt tốc cực nhanh. Phải nói rằng khi chuyển sang chế độ Sport, chế độ S, xe không còn một độ trễ nào cả. Vâng, 252 mã lực, mạnh hơn chiếc C300 AMG và nó chạy thể thao và hay hơn nhiều. Một chiếc xe dòng máu thể thao thực thụ, vô lăng cực kỳ đầm chắc và chính xác vô cùng. Ta sẽ làm lại một vòng nữa xem như thế nào. Tăng tốc. Phanh rất ngọt. Thực sự Sirocco phiên bản R này tăng tốc rất sướng. Tôi không ngờ rằng một chiếc xe nhỏ gọn như thế này lại có một sức mạnh rất đáng nể. Khả năng tăng tốc cực kỳ phấn khích. Cảm giác lái quá chuẩn. Có 3 chế độ lái cho chiếc xe này. Tôi đang chọn chế độ Sport là chế độ đầm chắc nhất. Vô lăng chắc hơn, cứng hơn. Và hệ thống treo cũng rất cứng để đảm bảo chúng ta vận hành ở tốc độ cao ổn định hơn. Thật tuyệt vời. Thực sự là rất mệt. Chạy một chiếc xe thể thao chưa bao giờ là nhàn nhã cả. Và thực sự Sirocco phiên bản R nó rất rất thể thao. Nó sẽ không làm bạn chán một chút nào cả. Mà phải nói cực kỳ phấn khích. Bây giờ tôi sẽ đi ra đường trường xem chiếc xe này vận hành ở đường trường như thế nào. Vâng, sau bài đua chúng ta sẽ ra bài đường trường. Tăng tốc. Bạn có thể vượt bất cứ một chiếc xe nào trong vòng một nốt nhạc. Tôi vẫn chỉ để chế độ D thôi, chưa để chế độ Sport, cũng chưa dùng đến lẫy chuyển số. Cực kỳ nhanh, cực kỳ nhanh. Xe này trang bị hộp số 6 cấp. Vâng, chỉ 6 cấp thôi, nhưng hộp số 6 cấp ly hợp kép sang số có thể nói là cực kỳ nhanh. Có nghĩa là khi mà bạn đang ở số 5 chẳng hạn thì số 6 nó đã sẵn sàng và số 4 nó cũng đã sẵn sàng. Rất rất nhanh. Bạn không thể nhận biết được khi nào nó sang số. Quả thực hộp số của chiếc Sirocco này quá đỉnh. Tăng tốc có thể nói là tuyệt vời.
nó chuyển làn đường đột ngột. Vâng, không còn gì để bàn nữa. Đây rõ ràng là một chiếc xe thể thao thực thụ. Tôi sẽ về Sport. Thật kinh khủng, thật kinh khủng. Vâng, tăng tốc phải nói là rất tuyệt vời, rất rất tuyệt vời. Độ ổn lúc này thì đã ổn hơn tương đối nhiều rồi. Chúng ta đi trên đường cao tốc Đại lộ Thăng Long như thường lệ, độ ổn cũng đã nhiều hơn bình thường. Chưa kể là xe này là xe thể thao, vành to lốp mỏng, cửa kính không có viền chống ồn, cho nên việc chúng ta đi tốc độ cao ổn cũng là điều dễ hiểu. Nhưng như thế này là hoàn toàn chấp nhận được trong mức cho phép. Và tất nhiên xe cũng có cruise control để nếu khi tôi sẽ gạt về D đi. Tôi sẽ gạt về D. Đó, bạn đi cruise control sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn. Bây giờ tôi sẽ chạy với tốc độ khoảng 80 km/h, xem mức tiêu hao nhiên liệu trung bình trên chiếc xe này là bao nhiêu. Ô, thật kinh ngạc, 5,5, 5,8, 5,9. Vâng, đã vừa rồi xuống dốc cho nên là nó xuống hơi thấp. Nếu đi cruise control, tốc độ ổn định, mức tiêu hao nhiên liệu rơi vào khoảng tầm 5,9, 5,8. Vâng, rất tiết kiệm, khoảng 5,8, 5,9 lít trên 100 cây. Đi đường trường, cruise control, rất tiết kiệm. Một chiếc xe thể thao với sức mạnh có thể nói là rất ổn, nhưng nếu bạn cần, nó lại sẽ tiết kiệm. Volkswagen Scirocco thực sự là một chiếc xe rất hay. Tôi đã chuyển hệ thống treo về chế độ Comfort. Như các bạn đã thấy, đi qua những cái mố cầu cao, xử lý cực kỳ êm ái. Nó không còn bị cứng như lúc chúng ta để chế độ thể thao nữa. Đó, rất êm ái, rất êm ái. Với mức giá 1,7 tỷ thì tôi nghĩ rằng ở Việt Nam thời điểm hiện tại hiếm có chiếc xe mang dòng máu thể thao nào được như Scirocco như thế này. Mạnh mẽ, ấn tượng, lại còn có những cái tính năng mà điều chỉnh hệ thống treo cũng như là vô lăng như thế này, rất tiện ích. Có lẽ điểm duy nhất có thể chê trên chiếc xe này đó chính là hệ thống dẫn động cầu trước. Nếu như chiếc xe được trang bị hệ thống dẫn động cầu sau thì có lẽ hoàn hảo, không có một điểm gì để có thể chê được, nó quá hay. Vâng, xin thưa quý vị và các bạn, nhân vật chính của chúng ta hôm nay là một chiếc xe thể thao giá mềm xuất xứ từ châu Âu, chiếc Volkswagen Scirocco phiên bản R, hay tiếng Anh chúng ta gọi là phiên bản A. Các bạn vừa thấy sức mạnh cũng như là khả năng vận hành của chiếc xe phải nói rằng rất rất thể thao, rất rất phấn khích. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua một chút về thiết kế ngoại thất cũng như là nội thất. Về mặt thiết kế thì ở phần đầu xe nó không có quá nhiều khác biệt so với những phiên bản Scirocco trước đây. Những cái nét nhỏ nhỏ nó đã thay đổi một chút. Những cái đường thẳng nó làm cứng cáp hơn, thẳng hơn để làm cho chiếc xe trở nên khỏe mạnh và gân guốc hơn một chút. Phần đèn cũng đã thay đổi một chút. Đèn này được trang bị đèn pha by Xenon, được tinh chỉnh một chút ở bên trong thôi, cũng không có quá nhiều khác biệt. Phần dưới đèn sương mù thì đã được trang bị một cái đèn LED rất là dài, cũng khá là đẹp mắt. Dưới nắp capo là một động cơ rất hay, chỉ 2.0 lít nhưng có công suất lên đến 252 mã lực. Nó còn mạnh hơn chiếc E300 AMG. Vâng, mô men xoắn 330 Nm. Thực sự với thân hình nhỏ gọn và với sức mạnh như thế này, nó là một chiếc xe rất mạnh. Các bạn hãy nhìn vào phần thân xe sẽ thấy chiếc Scirocco này cực kỳ thể thao. Một chiếc xe thân hình rất là gọn gàng nhưng lại được trang bị một bộ vành lên đến 19 inch 5 chấu, lốp mảnh, vành to, cực kỳ khỏe mạnh. Vâng, chưa hết, bộ gương cũng được sơn khác màu, nó tăng thêm vẻ thể thao cho chiếc xe. Và tất nhiên rồi, một chiếc xe xuất xứ từ châu Âu với mức giá 1,7 tỷ cũng được trang bị những tính năng tối thiểu tự động, ví dụ như là chìa khóa thông minh. Bạn sẽ không cần phải rút ra khỏi quần mà chỉ cần
chạm vào cửa là chiếc xe cũng đã tự khóa, và chỉ cần chạm nhẹ vào cửa là chiếc xe cũng tự mở. Và chiếc chìa khóa thông minh này cũng sẽ giúp bạn mở cửa sổ và cửa kính bằng cách là giữ nút mở. Đó, hai cửa kính hai bên sẽ tự động mở và cửa sổ trời sẽ nhô lên. Và cũng ấn nút khóa hai lần và giữ. Đó, tất cả sẽ đóng lại và khóa lại. Vâng, rất thông minh, cũng rất tiện dụng. Ở phần đuôi xe thì đèn hậu đã được thay thế bằng cái cụm giải LED khá là đẹp. Nó cũng không khác quá nhiều so với phiên bản trước đâu, nhưng thay thế cái giải LED này nó làm sang trọng và công nghệ hơn hẳn so với phiên bản trước. Đằng sau cũng được trang bị camera lùi và cảm biến lùi. Và một chiếc xe nhỏ lại được trang bị hai ống xả hai bên. Vâng, rất thể thao. Điều mà những chiếc xe cũng đến từ nước khác chưa chắc đã có. Một số chiếc xe của BMW đầu 3, thậm chí là đầu 5 chưa chắc đã có ống xả kép hai bên. Thậm chí là Audi cũng chưa chắc có. Phải lên đến phiên bản rất cao, bản thể thao thì mới có ống xả kép hai bên. Nhưng chiếc Sirocco đã có. Mở cốp ra, các bạn sẽ mở bằng cách ấn ngay vào logo. Vâng, rất điệu và cá tính. Một chiếc xe thân hình khá nhỏ gọn, nhưng cốp như thế này tôi nghĩ là hoàn toàn vừa để chúng ta có thể để đồ đi chơi, đi làm vân vân và vân vân. Rất đơn giản. Cốp thì chỉ mở bằng tay thôi, không phải là cốp điện. Không sao, vì đây là một chiếc xe nhỏ và cũng là xe thể thao, cho nên chúng ta sẽ không thể đòi hỏi quá nhiều được. Bước vào khoang nội thất của chiếc Sirocco này, các bạn sẽ thấy một cảm giác cực kỳ là thể thao. Nó đến ngay từ cái ghế ôm rất sát, đường chỉ khâu cực kỳ đẹp mắt và có chữ R ở ngay phần tựa đầu này. Đã minh chứng ngay, nó là một chiếc xe thể thao. Chưa hết, về mặt thị giác các bạn sẽ đập vào mắt ngay là cái cụm ba đồng hồ ở phía trên, chứ không phải là cụm đồng hồ phía trước đâu. Ba đồng hồ nhỏ phía trên này cực kỳ đẹp và nó đem lại cái cảm giác rất là phấn khích và thể thao. Đồng hồ thứ nhất là báo nhiệt độ của dầu máy. Đồng hồ thứ hai là đồng hồ đo thời gian, bạn chỉ cần setup ấn nó như đồng hồ bấm giờ vậy. Đồng hồ thứ ba là đồng hồ đo áp suất của turbo. Vâng, chiếc xe cũng được trang bị tất cả những cái tính năng thông minh, ví dụ như là Apple CarPlay hay là Android Auto, có thể kết nối dễ dàng với điện thoại của bạn ở đây. Màn hình không phải là quá to nhưng mà nó cũng rất vừa vặn với chiếc xe này, rất nét. Chạm vào màn hình cũng rất là nhạy. Vâng, không khác gì một chiếc iPhone vậy. Ở đây còn có cái nút Max AC làm mát tức thời, rất nhanh. Khu vực bảng điều khiển trung tâm có thể nói là gọn gàng, dễ nhìn và rất cá tính. Hãy nhìn vào khu vực vô lăng và đồng hồ đo tốc độ. Vô lăng cầm rất sướng, nó không phải là tròn xoe ở cái tay nắm đâu, mà nó có một cái cạnh khá là vát ở đây, cầm rất sướng. Và phần dưới vô lăng cũng không tròn xoe mà nó lại vát ngang như thế này, một phong cách thể thao thực thụ. Vô lăng cầm rất là cứng chắc chứ không mềm. Và cũng đầy đủ những nút bấm để điều khiển. Có cả nút ra lệnh giọng nói để kết nối Bluetooth với xe. Và hai lẫy chuyển số dưới vô lăng tất nhiên rồi, nó sẽ giúp bạn lái phấn khích hơn bao giờ hết. Đồng hồ rất sáng sủa, to, dễ nhìn. Và đồng hồ đo công tơ mét lên đến 300 km/h. Thực tế thì chiếc xe này để 300 km/h để cho đẹp thôi. Chứ còn chiếc xe theo như nhà sản xuất công bố chỉ tăng tốc lên đến 250 km/h mà thôi. Xe còn được trang bị hệ thống ánh sáng, đèn tự động và gắn mưa tự động, rất thông minh. Ngay kể cả chân đạp ga, đạp phanh và chỗ để chân bên trái cũng được bọc chrome, rất khỏe mạnh và thể thao. Gương chỉnh điện rất đầy đủ, không thiếu một gì cả. Thậm chí gương chiếu hậu hai bên còn có cả sưởi để mỗi khi trời mưa hoặc là trời nhiều sương mù, bạn có thể gạt về đây để nó sưởi, nó làm cho chiếc gương của bạn sáng hơn. Tất cả những phần ốp ở đây không phải là da đâu mà nó là nhựa mềm, nhưng nó cũng đem lại cái cảm giác cực kỳ cao cấp. Nếu mà nhìn bằng mắt thường thì chúng ta sẽ không thể phân biệt được ra. Ở đây có một cái ốp nhựa với đường vân giả sợi carbon cũng rất là đẹp mắt. Ở phần tựa để tay, khi chúng ta nhấc lên chúng ta sẽ thấy một cái ngăn rất nhỏ, có thể để chìa khóa hoặc để những cái vật dụng rất rất nhỏ. Vậy thì làm sao để một cái điện thoại để chúng ta sạc được nhỉ? À, điện thoại nó lại để dọc như thế này vào. Vâng, không để nằm ngang nữa, để dọc và vừa vặn cho một chiếc điện thoại to.
và có duy nhất một cổng USB ở đây để sạc để kết nối điện thoại và một cổng AUX nữa. Thông thường thì hàng ghế thứ hai của những chiếc xe thể thao hai cửa thường là khá là chật, nhưng với Sirocco như các bạn đã thấy, vị trí ghế thứ nhất của tôi đúng như tôi vừa vặn ngồi lái, còn tôi ngồi ngay sau đây, đầu gối vẫn còn thừa một đoạn, vâng, tương đối là hợp lý. Trần thì cũng chỉ còn một chút xíu nhỏ nhỏ thôi, nếu mà đi vào ổ gà to hoặc những cái con lươn con chạch to thì chưa biết thế nào, nhưng mà ngồi ưỡn ra một chút như thế này thì cũng có vẻ là khá vừa vặn. Cái tựa đằng sau thì nó không quá ngả và vẫn hơi dựng dựng một chút, cho nên là nếu mà đi một quãng thời gian dài thì có khả năng bạn sẽ hơi mệt một chút, nhưng mà như thế này tôi nghĩ là đã quá ổn rồi. Và chưa hết, nếu các bạn muốn ra muốn vào thì chỉ cần ấn một nút đó, điều khiển điện cũng rất nhanh, không cần thiết phải gồng mình lên vặn cái nút cơ, rất tiện lợi. Được đặt tên theo luồng gió nóng bắt nguồn từ hoang mạc Sahara và thường xuất hiện ở khu vực Địa Trung Hải, Volkswagen Sirocco thực sự là một làn gió mới mẻ về mặt thiết kế đối với phần còn lại của đại gia đình Volkswagen. Đây là một chiếc hatchback ba cửa đầy thú vị và sở hữu cá tính sống động hơn nhiều so với các mẫu SUV của Volkswagen. Sirocco R có kiểu dáng thể thao với thiết kế khí động học đặc trưng là đường gân chạy dọc thân xe, bao lại dưới đuôi xe. Phần đầu xe khỏe khoắn với lưới tản nhiệt màu đen được phân làm hai tầng tách biệt. Thanh ngang phía trên kéo qua hai bên đi cùng biểu tượng R được đặt ở góc trái đầy kiêu hãnh. Trong khi đó, phần lưới tản nhiệt bên dưới được chia làm ba với ba cánh gió, góp phần thể hiện phong cách thể thao rõ nét. Cụm đèn báo rẽ được đưa xuống bên dưới tạo sự lạ mắt khi chiếc xe di chuyển trên đường. Đèn pha bi xenon với tính năng mở rộng góc chiếu sáng khi rẽ, tự động điều chỉnh tầm chiếu xa và tích hợp chức năng rửa đèn. Cụm đèn hậu viền LED với dãy đèn LED ban ngày tích hợp chức năng coming home là những trang bị tiêu chuẩn của xe. Về kích thước tổng thể, Volkswagen Sirocco R có chiều dài 4.248mm, rộng 1.820mm, cao 1.398mm, chiều dài trục cơ sở 2.578mm, khoảng sáng gầm 129mm và trọng lượng 1.450kg. Đây là kích thước rất hợp lý với một chiếc xe thể thao cỡ nhỏ, giúp xe nhanh nhẹn và linh hoạt hơn khi di chuyển trong phố. Volkswagen Sirocco R sở hữu không gian nội thất rộng rãi và trang bị tiện nghi thời trang với các vật liệu như da và các chi tiết mạ chrome được trang trí khá bắt mắt. Cụm đồng hồ trên táp lô được thể hiện đèn trắng, mặt nền màu chrome phối hợp với dàn nút bấm sắc sảo, hệ thống radio âm thanh kỹ thuật cao 8 loa kết hợp với màn hình cảm ứng. Vô lăng thể thao đa chức năng bọc da tích hợp sang số trên vô lăng, hệ thống sưởi chỉnh riêng cho từng ghế trước và hệ thống điều hòa nhiệt độ tự động có thể điều chỉnh nhiệt độ khác nhau cho hai khu vực, kết hợp với màng lọc khử mùi. Về các công nghệ an toàn, xe được tích hợp hệ thống cảnh báo áp suất lốp, chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh BA, kiểm soát cự ly đỗ xe PDC, cân bằng điện tử ESP, kiểm soát hành trình Cruise Control, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, khóa vi sai điện tử EDL và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS. Chưa hết, xe còn có hệ thống tự động khóa cửa trung tâm Keyless Entry, hệ thống chống trộm, trang bị 6 túi khí an toàn. Khung và hai cửa bên hông xe được gia cố lại nhằm hấp thu xung lực va chạm trước sau, trợ lực lái điện tử thay đổi theo tốc độ và hệ thống treo mới có điều chỉnh độ giảm chấn Adaptive Chassis Control. Sirocco 2017 được trang bị khối động cơ phun xăng trực tiếp kết hợp với hệ thống tăng áp TSI 4 xi lanh dung tích 2.0 lít, công suất tối đa 280 mã lực tại 6.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 350 Nm từ 2.500 đến 5.000 vòng trên phút, đi kèm với hộp số tự động DSG 6 cấp. Với sức mạnh này, Sirocco R có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ 5,7 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Vâng, bây giờ như thường lệ thì tôi sẽ quay lại trải nghiệm trong nội thành. Các bạn có thể thấy đây có nút chỉnh chế độ Comfort, Normal và Sport. Như lúc nãy tôi chạy hiệu năng cao và chạy đường trường, đường cao tốc thì tôi để Sport để đem lại cái cảm giác đầm chắc. Nhưng mà về đường nội thành thì chúng ta nên để Comfort. Lúc này thì hệ thống treo sẽ êm ái hơn, vô lăng cũng sẽ mềm mại hơn. Tất nhiên khi chúng ta tăng tốc lên thì vô lăng sẽ tự động cứng, còn đi chậm thì vô lăng sẽ mềm nhẹ nhàng. Như các bạn đã biết thì những chiếc xe mà có tính thể thao mạnh mẽ thì luôn luôn ổn, cứng. Nhưng với chiếc Sirocco này, như các bạn đã thấy, tính năng thể thao rất mạnh mẽ, rất thể thao.
Nhưng khi chúng ta đi trong thành phố, vâng, nó lại hiền hòa, nhẹ nhàng trở lại. Nó không bị quá cứng và quá cái gì mệt mỏi như chiếc A45 tôi đã từng có cơ hội giới thiệu đến quý vị và các bạn. Thực sự thì Sirocco, ngoài cái khả năng thể thao như các bạn đã thấy, thì nó còn làm rất tốt một chức năng là một chiếc xe đi làm hàng ngày. Và nó cũng được trang bị đầy đủ tất cả, như là cảm biến trước, cảm biến sau, camera lùi, gương chống chói, điện vân vân. Và có một điều tôi phát hiện ra, đó là khi mà các bạn đi chậm, chiếc xe này nó vào số cũng rất nhanh. Thậm chí tôi đi đang ở tốc độ 40 km/h, hơn 40 km/h một chút mà xe đã vào đến số 5 rồi. Vâng, như vậy có nghĩa là rất tiết kiệm xăng. Tua máy thấp, số cao, vừa thể thao lại vừa tiết kiệm. Một chiếc xe có thể nói là khá hoàn hảo cho các bạn trẻ đam mê tốc độ, cũng như dụng đa dụng hàng ngày, đi làm, đi chơi trong nội thành. Tôi chợt phát hiện ra rằng khi mà các bạn đi chậm, chiếc xe cũng lên số cao, nhưng cái tiếng ù nó phát ra nhiều hơn. Nếu như tôi mạnh dạn về một số, tiếng ù đó đã gần như là triệt tiêu đi hẳn. Vì sao nó có hiện tượng như vậy? Nó cũng giống như khi bạn đi số sàn, bạn đi tốc độ chậm mà bạn ép số, bạn vào số quá cao, thì chiếc xe nó sẽ hơi ù mà phải đi đạt đủ tốc độ và mới mất đi tiếng ù đó. Thì chiếc xe này nó cũng có cái hiện tượng như vậy. Nhưng tất nhiên nó không quá lớn để phải trở thành một cái gì đó khó chịu, mà các bạn phải lắng nghe rất kỹ các bạn mới nhận ra cái điều đó. Khi các bạn đi vận hành ở hiệu năng cao như ban nãy thì tiếng gầm rú rất là lớn, rất thể thao, rất phấn khích. Đi về đến nội thành, tiếng ồn không nhiều, cách âm khá tốt. Tất nhiên cách âm này nó không thực sự tốt như những chiếc xe sedan thông thường đâu, bởi vì cái viền cửa nó không có, nó là xe thể thao mà. Nhưng mà hoàn toàn chấp nhận được với một chiếc xe như thế này. Thực sự thì Volkswagen Sirocco phiên bản R với mức giá 1,7 tỷ đồng, nó chắc chắn là một chiếc xe thể thao, thậm chí tôi có thể nói là hấp dẫn nhất phân khúc ở thời điểm hiện tại tại Việt Nam. Với mức giá như vậy, rất mạnh mẽ, rất phấn khích, nhưng khi cần nó cũng sẽ hiền hòa, nhẹ nhàng và êm ái trong nội thành. Với những ai trẻ tuổi, thích cá tính, thích tốc độ thì Sirocco thực sự là một lựa chọn rất đáng để suy nghĩ.